khám chăm sóc da và răng EXM là thành viên mới nhất của phòng khám nha khoa quốc tế West Coast và phòng khám chăm sóc da Xi'an, nơi cung cấp dịch vụ nha khoa và chăm sóc thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam suốt 5 năm qua. EXM nâng các dịch vụ thẩm mỹ lên một tầm vóc mới, giúp bạn tỏa sáng từ vóc dáng đến tinh thần. EXM nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng, đối diện Bệnh viện Pháp Việt, quận 7, nơi có các công nghệ làm đẹp tiên tiến và hiệu quả nhất. EXM là một trong những phòng khám tối tân nhất, có thể tự hào khẳng định có bề dày chuyên môn ở cả hai lĩnh vực nha khoa và thẩm mỹ da, cùng với đội ngũ bác sĩ tận tâm được đào tạo chuyên sâu. EXM có nhiều thiết bị hiện đại phục vụ các nhu cầu làm đẹp như điều trị mụn, sạm da và các liệu pháp trẻ hóa da như tiêm Botox, filler. Chúng tôi sử dụng các công nghệ tối tân nhất nhằm hoàn thiện vẻ đẹp của bạn. Mọi chương trình điều trị của EXM đều bắt đầu bằng buổi tư vấn trực tiếp với bác sĩ. Khách hàng sẽ được giải đáp mọi thắc mắc và đưa ra chương trình điều trị phù hợp nhất. Ngoài ra, EXM còn cung cấp các dịch vụ nha khoa thẩm mỹ, tẩy trắng răng, niềng răng, chỉnh nha. Xin chào, tôi tên là Andrew. Tôi là bác sĩ với Canada. Tôi quản lý phòng khám nha khoa West Coast và EXM. Tại đây, chúng tôi có khả năng điều trị những ca thẩm mỹ phức tạp nhất, mang đến cho các bạn vẻ đẹp toàn diện. Chúng tôi mang lại dịch vụ chất lượng cao nhất ở các mức giá khác nhau hợp lý, bắt đầu chỉ từ 300.000 đồng trở lên. Hãy hẹn gặp các chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay. Đội ngũ chuyên gia EXM luôn sẵn sàng giúp bạn tỏa sáng cả về vóc dáng lẫn tinh thần. Cùng EXM hoàn thiện vẻ đẹp của bạn.